Kính thưa quý thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Thị Thủy, sinh viên khoa môi trường. Đến với hội nghị sinh viên hôm nay, em xin phép trình bày nội dung nghiên cứu chế tạo viên nén phốt pho chậm tan từ dơm dạ dưới sự hướng dẫn của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh. Như chúng ta đã biết, phân chậm tan thông minh là một trong những giải pháp canh tác nông nghiệp hiện đại giúp tăng hiệu suất phân bón, giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phân chậm tan thông minh chủ yếu được nhập khẩu và tỷ lệ sử dụng còn khá thấp so với các dạng phân truyền thống. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các đặc tính cấu trúc của vật liệu silica lignocellulose trong dơm dạ. Phương thức chế tạo composite biochar silica kết hợp với các khoáng vật để tạo nên giá thể có khả năng tùy biến kích thước bao quạt. Từ các màn giá thể tạo được sẽ dùng để sản xuất phân chậm tan thông minh có khả năng tùy biến quá trình nhả. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ mang lại thêm một sự lựa chọn để giải quyết vấn đề dơm dạ không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Quy trình tạo viên nén phân chậm tan thông minh khá phức tạp nhưng có thể khái quát gồm những công đoạn sau. 1. Chuẩn bị nguyên liệu, khoáng vật gồm bentonite, diatomite và phân khoáng. 2. Trộn các vật liệu theo tỷ lệ phù hợp, sau đó nén ở 180 độ C và áp suất 83 trong thời gian 20 giây. 3. Sau đó nén viên được gia nhiệt cấu trúc hóa ở nhiệt độ 600 độ C. Sản phẩm thu được mang đi phân tích đặc tính lý hóa học và đánh giá khả năng lộ trình nhả phân. Các quá trình nén viên và cấu trúc hóa gia nhiệt đã hình thành khung xốp rỗng từ các composite biochar silica liên kết với nhau để bao bọc phân khoáng. Các khoáng vật lấp đầy hệ vi mao quản đóng vai trò như những cửa sổ đóng mở để điều tiết quá trình nhả phân. Bentonite được cấy vào các vi mao quản của biochar sẽ đóng vai trò như các cửa sổ khóa mở của các vi mao quản. Hoạt động đóng mở các cửa sổ bentonite là nhờ tính co trương của khoáng vật smectite trong bentonite. Nhờ đó quá trình dẫn truyền phân bị trì hoãn hoặc có thể điều tiết được. Bên cạnh đó, composite biochar silica có thể bẻ gãy các điểm cross-linking, hình thành cửa sổ thứ hai để giải phóng phân. Do có thể can thiệp vào tốc độ hòa tan silica, cửa sổ thứ hai này có thể mở một cách tùy biến. Thí nghiệm đánh giá tốc độ nhả phân được tiến hành trong gần 2 tháng. Đồ thị cho thấy cả 3 công thức phối trộn các vật liệu đều có khả năng nhả chậm, tăng dần trong 10 ngày đầu và sau đó giảm đều. Tỷ lệ phối trộn của bentonite và diatomite có khả năng làm thay đổi tốc độ nhả phân. Điều này cho thấy có thể kiểm soát hoặc tùy biến tốc độ nhả phân bằng cách thay đổi tỷ lệ của bentonite và diatomite. Hiện tại, cơ chế điều khiển nhả phân thông qua can thiệp quá trình hòa tan silica trong composite biochar silica vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Cơ chế nhả thông minh được dựa trên hoạt động cơ học, co trương của smectite trong bentonite và dựa trên khả năng can thiệp quá trình hòa tan silica group linking trong composite biochar silica từ dơm dạ. Nghiên cứu này mở ra một triển vọng mới, một mảng cung cấp phân bón công nghệ cao mà khác giải quyết các vấn đề về phụ phẩm dơm dạ, giảm chi phí đầu tư và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bài thuyết trình nghiên cứu của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.